Xin thân mời kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đang cùng truy cập và theo dõi video trên kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép lắp đặt trong hệ thống dàn âm thanh cũng như là trực tiếp đặt hàng tất cả những cái mẫu mã sản phẩm mà Phụ Kiện Audio quay lên giới thiệu, các bác và anh em chúng ta có thể nhắn tin, gọi điện cũng như là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì rất mong các bác và anh em nào đang theo dõi video mà chưa ấn nút đăng ký kênh thì có thể bỏ ra từ 5 đến 10 giây quý giá của mình để ủng hộ Phụ Kiện Audio tiếp tục phát triển kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể thường xuyên cập nhật được những video mà Phụ Kiện Audio quay lên mỗi ngày. Quý vị và các bạn, các bác và anh em thân mến, trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến với toàn thể tất cả các bác và anh em 3 mẫu mạch phân tần loa của hãng Professional Audio cực kỳ chất lượng, mẫu mạch phân tần loa PA3T, mẫu mạch phân tần loa 3 đường tiếng, 1 bát, 1 trung và 1 chép. Ở giữa là mẫu mạch phân tần PA2T, mẫu mạch phân tần loa 2 đường tiếng, 1 bát và 1 chép. Và ngoài cùng bên kia là mẫu mạch phân tần loa PA25T, mẫu mạch phân tần loa full đôi 2 bát 1 chép. Cả ba mẫu mạch phân tần này thì là của hãng Professional Audio, và những cái mặt hàng mà Phụ Kiện Audio quay lên giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em thì sẽ cam kết là hàng chính hãng và được bảo hành trong vòng 1 năm để các bác và anh em chúng ta yên tâm chúng ta sử dụng nhá. Ngay bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết đến với tất cả các bác và anh em từng mẫu mã sản phẩm một để các bác và anh em có thể tham khảo để độ chế thay thế những cái mẫu mạch phân tần cũ, khi mà mạch phân tần ở bên trong thùng loa cũ của chúng ta nó kém rồi, chất lượng âm thanh cho ra không còn đạt chuẩn, không còn hay nữa, thì các bác và anh em có thể là độ chế thay thế vào trong thùng loa cũ của chúng ta. Và cũng là để dành cho các bác và anh em, những ai mà chúng ta đang đóng loa, dòng loa mà đang đi tìm cho mình những mẫu mã sản phẩm mạch phân tần loa chính hãng này, chất lượng tốt này, giá thành phải chăng, thì có thể tham khảo những cái mẫu ngày hôm nay em giới thiệu nhá. Và đầu tiên trong video này thì em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em mẫu mã sản phẩm mạch phân tần loa 3 đường tiếng, mã là PA3T, mạch phân tần loa chính hãng của hãng Professional Audio. Đây, Professional Audio, model sản phẩm là PA3T. IN ở đây là đường nguồn vào này, IN là đường nguồn này, M là đường dành cho loa trung, loa mid, V kép ở đây là đường dành cho loa bát, và T là đường dành cho loa chép. Toàn bộ cọc loa ở trên mạch phân tần cao cấp này thì đều là dạng cọc nhún, các bác và anh em chỉ việc nhấn xuống này, chúng ta xỏ dây vào cái lỗ này, sau đó nhả ra là nó đã giữ rất là chắc chắn rồi, chúng ta không cần phải hàn dây nữa các bác và anh em nhé. Và tất cả những cái mẫu mã sản phẩm mạch phân tần này, khi các bác và anh em mua hàng tại Phụ Kiện Audio thì em sẽ tặng kèm dây dẫn cho các bác và anh em nhé. PA3T, mạch phân tần loa 3 đường tiếng, 1 bát, 1 trung và 1 chép. Mạch phân tần này thì các bác và anh em đánh loa bát 30, 40, 50, thậm chí là 60 thoải mái nhá. Công suất chịu tải của mạch phân tần này rất là lớn, mạch phân tần cực kỳ chất lượng. Trên này những cái linh kiện sẽ có là 1, 2, 3 cuộn cảm, sợi đồng rất là to, đẹp ở đây, và đều có lõi sắt từ bên trong này. Đấy, các bác và anh em thì nhìn thấy là 3 cuộn cảm đều có lõi sắt từ bên trong, và cầm kiện này cầm lên rất là nặng luôn này. Đấy, 3 cuộn cảm, sợi đồng rất là to, đẹp này, cuộn cảm rất là gấu đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ có là 3 con tụ, một con tụ 22 microfarad 250V này, một con tụ 3.3 microfarad 400V và một con tụ 12 microfarad 400V. Đấy, 3 con tụ này, 3 cuộn cảm này, 2 con trở xứ với thông số là 20W 4R 7G và 20W 3R 3G. Đi kèm với đó là rất nhiều những con tụ điện như này. Đây, những con tụ điện ở đây giúp giảm cường độ dòng điện đi vào loa để tránh tình trạng bị cháy loa khi hoạt động với công suất lớn, đặc biệt là với loa chép. Có thêm cả miếng nhôm tản nhiệt cho mạch phân tần. Trên miếng nhôm tản nhiệt này còn có một cái hệ thống chống cháy chép các bạn nhá. Đây, nó chính là nằm ở đây. Hệ thống chống cháy chép này, mạch phân tần loa 3 đường tiếng PA3T cực kỳ cao cấp và chất lượng để các bác và anh em độ chế thay thế vào thùng loa cũ hoặc là đóng loa, dựng loa mới các bác và anh nhá. Đấy, mạch phân tần loa chính hãng đây, PA3T. Những cái bảng mạch đằng sau họ hàn rất là chỉnh chu luôn này, chỉnh chu và đẹp các bác và anh em nhá. Đấy, mạch phân tần chính hãng PA3T của hãng Professional Audio. Một chiếc này có mức giá là 520.000 đồng, còn một bộ hai bảng mạch có mức giá là 1.010.000 đồng các bác và anh em nhá. Tặng kèm dây và bao ship toàn quốc đến với tất cả các bác và anh em. Mẫu đầu tiên, tiếp theo là mẫu PA2T, mẫu ở giữa đây. Mẫu mạch phân tần loa 2 đường tiếng PA2T, chính hãng của hãng Professional Audio. Model sản phẩm PA2T. IN là đường nguồn vào này, V kép là đường dành cho loa bát này, T là đường dành cho loa chép, mạch phân tần loa full đơn các bác và anh em nhá. Đấy, full đơn hoặc là 2 đường tiếng. Các bác và anh em sử dụng loa full đơn hoặc là loa 2 đường tiếng thì đều có thể chơi mạch phân tần này. Đấy, cực kỳ gấu các bác ạ nhá. Chất âm cắt tần số cho loa thì rất là chuẩn xác luôn. Trên này những cái linh kiện chúng ta sẽ có là 1, 2 cuộn cảm. Cuộn cảm ở đây nó sẽ khác so với cuộn cảm của PA3T.
Cuộn cảm của PA2T là sợi đồng màu đỏ các bác và em nhá. Sợi đồng màu đỏ. Sợi đồng này cũng rất là to đẹp. Đấy, có lõi sắt từ này, hai cuộn cảm này và hai con tụ, một con tụ là 3.3mm, một con tụ là 8.2mm. Đấy, toàn bộ đều là dòng tụ đen 400V hết các bác và em nhá. Hai con trở xứ với thông số là 20W 4RJ này và 30W 4RJ ở đây. 30W 4RJ và 20W 4RJ. Cũng có rất nhiều những con tụ điện như này giúp giảm cường độ dòng điện đi vào loa để tránh tình trạng bị cháy loa khi hoạt động ở công suất lớn. Mạch tản nhiệt cho phân tần này, hệ thống chống cháy cho loa chép này, cực kỳ đầy đủ các bác và em nhá. Hãng Professional Audio này thì họ làm những cái mạch phân tần nó rất là xịn luôn. PA2T, đấy, mạch phân tần loa full đơn hoặc là dùng cho loa hai đường tiếng đều được. Đấy, một bát một chép hoặc là chơi theo cấu hình là một bát hai chép trên mạch phân tần này thoải mái luôn. Đấy, các bác và anh em nhiều bác là chơi theo cấu hình là một bát và hai chép thì một bát đi vào đây, hai chép đi chung một đường này, dây thì em sẽ tặng kèm rồi. Đấy, các bác và anh em không cần phải lo vấn đề là anh chưa có dây nữa, dây em sẽ tặng kèm các bác và em nhé. Bộ mạch phân tần PA2T này thì có mức giá là 880.000 đồng một bộ hai sản phẩm các bác nhé. Hai bảng mạch như này, một hai bảng mạch có mức giá là 880.000 đồng. Khi mà các bác và anh em mua một chiếc thì chúng ta chia đôi tiền ra sau thôi. PA2T. Và cuối cùng trong video này đó chính là mẫu mạch phân tần loa phun đôi hai bát một chép PA25T, một mẫu mạch phân tần cực kỳ chất lượng và gấu các bác và anh em nhé. Professional Audio PA2T này, in ở đây là đường nguồn vào, đây đường nguồn vào, đây in là đường nguồn vào này. V1 dành cho loa bát thứ nhất, V2 dành cho loa bát thứ hai, T là đường dành cho loa chép. Đấy, mạch phân tần loa cấu hình là hai bát và một chép, có thể chơi theo cấu hình là hai bát và hai chép, hai chép sẽ đi chung một đường này các bác và em nhé. Đấy, toàn bộ đều là cọc loa nhún như này, chỉ việc nhấn xuống này, xỏ dây và nhả ra rất là chắc chắn rồi, không cần phải đụng chạm mối hàn bất cứ một cái mối hàn nào các bác nhé. PA25T trên này cũng sẽ có là 1, 2, 3 cuộn cảm, sợi đồng cực kỳ to, đẹp và gấu các bạn nhé. Em sẽ quay cận cảnh vào đây để các bác và anh em xem này. Đấy, sợi đồng của nó to như này cơ mà, gấu như này cơ mà. Đấy, sợi đồng này, lõi sắt từ bên trong này, 3 cuộn cảm này. Và 3 con tụ, một con tụ là 6.8 microfarad 400V, một con tụ 3.3 microfarad 400V và một con tụ là 3.9 microfarad 400V. Hai con trở xứ thông số là 20W 4R 7G. Và 20W 3R 3G. Miếng nhôm tản nhiệt cho mạch phân tần này, hệ thống chống cháy cho loa chép này, tụ điện giúp giảm cường độ dòng điện đi vào loa để tránh tình trạng bị cháy loa khi hoạt động ở công suất lớn. Có một đặc điểm chung ở trên tất cả những cái mẫu mạch phân tần ngày hôm nay em giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em, đó chính là trên mẫu mạch phân tần của hãng Professional thì họ đều có những cái hệ thống này, tụ điện này, tụ điện như này, những con tụ điện như này giúp là giảm cường độ dòng điện đi vào loa để tránh tình trạng bị cháy loa khi hoạt động ở công suất lớn. Và cái thứ hai đó chính là họ có trang bị này miếng nhôm tản nhiệt cho mạch phân tần và cái hệ thống chống cháy cho loa chép ở ngay trên miếng nhôm này luôn các bác bè nhá. PA25T thì hiện tại đang có mức giá là 980.000 đồng một bộ hai bảng mạch, một hai như này. Vừa xong thì em vừa giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em ba mẫu mạch phân tần loa chính hãng của hãng Professional, PA3T, PA2T và PA25T. Em sẽ thông báo giá lại một lần nữa để các bác và anh em nắm được kỹ mức giá của sản phẩm nhé. Đầu tiên là PA3T, mẫu mạch phân tần loa 3 đường tiếng này, một bát, một trung và một chép, có mức giá là 1.010.000 đồng, mức giá của hai bảng mạch như này. Đấy, 1, 2, bao ship và tặng kèm dây cho các bác và anh em. Ở giữa này là mẫu mạch phân tần loa PA2T này, mẫu mạch phân tần loa 2 đường tiếng full đơn. Đấy, một bát và một chép, có thể chơi độc hình là một bát và hai chép, có mức giá là 880.000 đồng, giá của hai bảng mạch các bác và em nhé. Và cuối cùng là PA25T, mẫu mạch phân tần loa full đôi, một hai bát và một chép, có mức giá là 980.000 đồng. Toàn bộ mức giá vừa xong em báo đến với tất cả các bác và anh em thì là đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Các bác và anh em nhận hàng này, chúng ta kiểm tra đúng hàng, đúng như mẫu mã mà phụ kiện audio quay lên giới thiệu thì các bác và anh em chúng ta mới phải thanh toán. Và mọi thông tin chi tiết về đặt hàng sản phẩm thì các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện cũng như là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây, 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Em xin được nhắc lại số điện thoại một lần nữa là 0835318889, chính là số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Và các bác và anh em nếu như mà chúng ta muốn đặt hàng nhanh những mẫu mã sản phẩm mạch phân tần loa này, chỉ việc nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại của em thôi. Ví dụ như là anh muốn mua một chiếc hoặc anh muốn mua một đôi PA2T, PA3T hoặc là PA25T, em sẽ thông báo lại mức giá chi tiết ở trong phần tin nhắn để các bác và anh em chúng ta nắm được rõ mức giá trước khi các bác và anh em chúng ta tiến hành chúng ta mua hàng nhá. Và em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.